Thưa quý vị, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân Việt Nam, những người cộng sản của phong trào cộng sản thế giới trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đồng chí, nhà chính khách, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người theo chủ nghĩa Mác-Lênin chân chính. Đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, xúc động chia sẻ. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên, những di sản về sự sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đúc kết qua nhiều năm tháng trên các cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và thực tiễn áp dụng hiệu quả đã tạo ra những dấu ấn to lớn. Tôi cho rằng đây là trường phái ngoại giao thành công, trước hết dựa trên sự am hiểu về diễn biến tình hình thế giới, am hiểu về vai trò và số phận của con người. Đồng chí Gennady Zyuganov bày tỏ xúc động và cảm ơn nhân dân Việt Nam đã tặng cho phong trào cộng sản thế giới một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, tận tâm, chân tình, yêu lao động và có tầm nhìn xa. Đồng chí chúc nhân dân Việt Nam vượt qua thời khắc đau buồn này, tự tin tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.